Xin chào các bạn. Ui dùi, lâu lắm không gặp các bạn đúng không? Mình rất là nhớ các bạn cực kỳ luôn. Thật, bữa nay mình cuối cùng quay trở lại làm một clip để chia sẻ những điều ở Việt Nam. Mình có rất nhiều bạn bạn viết này, ăn lẩu này, karaoke này, trà đá này, thùng lao này, bạn nhậu này. Dĩ nhiên mình có bạn chơi này, bạn đi biển này. Đấy, mình nghĩ là bạn của mình ở Mỹ thì sao? Bữa nay mình sẽ chia sẻ với các bạn sự khác biệt giữa bạn của mình ở bên Mỹ này và bạn mình bên Việt Nam luôn. Các bạn theo mình nhá. Điều thứ nhất, uống rượu và bia. Người Mỹ này thì họ uống bia và rượu, họ không uống một bia này, hai bia này, họ sẽ uống đến nỗi gần chết luôn. Thật rồi, không phải tất cả người, nhưng mà rất nhiều người ở trong cuối tuần này họ sẽ gặp nhau và ui rồi uống vô hạn luôn. Ở bên Mỹ thì uống 10 rượu họ sẽ uống 100% luôn mỗi lần, không bao giờ uống 50% hoặc là 5% hoặc là 80% mỗi lần uống 100% luôn. Mình đã và đang thấy người Việt uống 10 rượu rất là khác. Chắc là người Việt có thể kiểm soát uống rượu và bia tốt hơn người Mỹ. Đấy, trách nhiệm hơn. Ví dụ là khi mình đi đám cưới, trải nghiệm thứ nhất của mình ở bên Thái Bình, ở đó có nhiều người đã mời mình để uống, nhưng mà mình chưa làm quen với văn hóa uống rượu ở Việt Nam. Mỗi lần uống trên mình uống, mình đã đổ đến cao lắm 100% thì vì mình chưa biết là mình có thể uống là chắc là 75% cũng được, đúng không? Đấy, mình chưa biết về nó thì mỗi lần người ta mời mình để uống, mình hết. Ôi dồi ôi, mình đã uống rất nhiều trên và mình sắp chết luôn. Mình đã tưởng là ui, đám cưới Việt Nam, ôi dồi ôi, sai thật. Mình rất là may mắn vì mọi người đó đã bảo mình ê, từ từ nha, đây sẽ có nhiều người sẽ mời bạn uống từ từ nha. Đấy, rất khác thật. Ê, điều quan trọng nhất uống rượu và bia không tốt cho sức khỏe đâu. Điều thứ hai này, làm kế hoạch đám cưới luôn. Bạn Mỹ mình sẽ bảo mình từ 6 tháng đến 1 năm trước có đám cưới, nhưng mà bạn Việt của mình sẽ bảo mình về đám cưới ấy 1 tuần trước. Người yêu cũ ở tương lai. Hiểu rồi. Sâu deep. Ê, số 3 này, bạn Việt mình nói rất là thẳng so với bạn Mỹ luôn. Ví dụ nha, bạn Việt của mình nhiều lần rồi, họ ngồi ở bên cạnh một cô gái, họ sẽ hỏi mình, hỏi anh Jay ơi, do you think she is a beautiful? English mother. Bằng tiếng Việt là anh thấy cô ấy có xinh không? Nó rất là lạ. Một cô gái đã mời mình để đi ăn lẩu với bạn của cô ấy. Khi mình lên đó mình đã ok làm quen giới thiệu và ba. Sau đó họ hỏi là tại sao bạn biết cô ấy? Thì mình trả lời thì họ hỏi thiệt là bạn có thích cô ấy không? Bạn có yêu cô ấy không? Nó rất là bình thường với người Việt đúng không? Nhưng mà với bạn Mỹ sẽ không bao giờ làm thế này. Mình không biết là trả lời như thế nào. Đấy, mình đã nói là cô ấy hơi là đẹp trai. What? Mình có một câu hỏi cho các bạn, nếu mà lúc đấy các bạn sẽ trả lời như thế nào? Các bạn đừng rơi nha. Nope. Anh đứng ở đây từ chiều. Nope. Hai, các bạn ơi, điều số 4 này là cao su. Bạn Việt mình khi hẹn chơi họ có cao su sương sương nhé. Bạn Mỹ cũng đến cao su hơi sương sương, nhưng mà bạn Việt mình đến cao su phổ biến hơn, nhiều hơn. Thật, ví dụ nhá, bạn Mỹ mình
nếu có cao su, họ sẽ đến tầm 15 phút thôi. Và họ sẽ báo mình trước là 5 phút trước hoặc là đúng lúc. Ồ, bạn này, mình sẽ đến cao su sương sương nha. Thả thư cho mình nha. Thì mình, ok, con bê bê. Đấy, nhưng mà khi bạn Việt mình xếp lịch để ăn lơ. Các bạn biết ăn lơ không? Đây là ăn lẩu, đúng không? Đấy, họ sẽ định để ăn lẩu lúc 8 giờ, 8 giờ tối. Không phải 8 giờ sáng. Đấy, khi mình sang quán lẩu, mình nhìn xung quanh á. Mọi người đâu? Đây, không có ai đâu. Chắc là hơi muộn. Cũng được, mình sẽ đợi 15 phút. 15 minutes later. Không có ai đâu. Rồi. Ok, mình sẽ đợi một chút và mình sẽ nhắn tin họ. Họ bảo, đợi, đáng ra đây. Ok, sau 30 phút, họ xuất hiện luôn. Họ bảo mình là, 30 phút là buồn. Trường trường ơi, trường trường cái gì? 30 phút. Điều thứ em. Khi mình đi biển với bạn Việt mình, họ không muốn đi chơi trong nước, không muốn đi bơi đâu. Họ rất là sợ khi mặt trời siêu nắng. Đấy, bạn Mỹ, họ sẽ rất là thích đi dưới mặt trời để thưởng thức sáng của mặt trời. Mình biết người Việt rất là sợ vì không muốn làm màu nâu của da. Nhưng mà người Mỹ rất là thích làm thiên nhiên với da này. Khi đi biển, mục đích là ok, bơi luôn. Đấy, thưởng thức sóng luôn. Sóng càng to càng tốt, càng to càng vui nhá. Càng to càng vui nhá. Vừa rồi mình chia sẻ sự khác biệt giữa bạn Mỹ này và bạn Việt mình này. Mình có biết chủ đề này có rất nhiều điều còn lại. Chắc là mình sẽ làm một video nữa về chủ đề này. Và nếu các bạn có những điều nữa thì comment ở dưới nhá. Và mình sẽ cố gắng chia sẻ nó càng nhiều càng tốt nhé. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share, subscribe và comment ở dưới nhé. Và các bạn ơi, đừng quên bấm chuông ấy, chuông này. Đấy, là khi mình có video mới thì nó sẽ bảo các bạn. Và mình sẽ gặp các bạn ở trong video tiếp nhé. Ok, cảm ơn các bạn nhiều nha. Bye bye nha.